kế tiếp của anh em là đánh trống hát bài điên, đánh trống bài điên á. Giờ thầy dịnh bằng tư xong rồi bắt đầu ổng nêu lên nhược nhân, ổng nêu nóng. Ví dụ như dịnh bằng tư xong ổng nêu nhược nhân thì mình điểm, rồi bắt đầu ổng vô luôn, điểm xong rồi ổng vô luôn. Rồi anh em chuẩn bị, ví dụ như á nhược nhược vô sinh nữ dứt năm hai đánh thủ công dựng, nghĩa là nó hơi lẻ chút xíu. Này nằm trong thiết minh xanh, bài điên cũng nằm trong thiết minh xanh. Bây giờ nhồi tán mình nhồi tán ra xương cũng nằm trong thiết minh xanh, là đoạn cuối của thiết minh xanh là ông tán cầu bất thối đó, bất thối bộ tay chi bằng lữ đó. Rồi nhồi tán qua xương. Thì cũng cái câu cuối của lớp 5 đó.
bây giờ mình qua xương là tung ruột cắt tông 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 thấy không? Lại dựng lên đảo để nhất để nhị để tam đầu để tam bình chất đầu mình lên qua đảo luôn, ví dụ như đang huyền sưng rồi qua đảo rồi cái đầu ống tắng phù tu hay là ống tắng tăng dài đó tùy nó như vậy là hết. Quan trọng là những cái thể loại nhồi qua hình bán hay là nhồi qua bài hạ hay là nhồi qua sưng nên chịu cực để ý là làm được dễ chứ không có gì khó hết. Rồi chúc anh em mau hiểu bài ha.